Đất Phương Nam xin chào cả nhà. Bữa nay hai anh em mình đi treo quẹo lục bình. Rồi chào các bạn, bữa nay nước nó chảy mạnh rồi mình treo lúa. Rút cá. Nó dính cái chân vịt kìa. Là xong đó hả? Đơn giản quá ha. Dễ lắm. Lúc mà phái có cá thì nó nhảy tung tung lên. Vô cái đâm cái bớt trở lên nó nhảy lên. Lâu rồi giờ mấy em mới nãy giờ 15-20 phút hay sao? Đâm không? Thank you.
một bèo đầu đã không thành công. Bốn con luôn. Em. Hai đi hai được bốn con ha. Ừ. Nhảy qua giờ mình cho nó vô đây cho nó im nha. Quá im quá im. Quá đâm à. Gung ginh dao khách trên người kìa. Quá con. Mẹ cho con nhỏ kia nó đổ ra ha. Ừ. Mới hai cái hai anh em muốn đủ ăn rồi ha. Bốn cái chỉ được 10 con rồi. Sao đấm không? Ồ, cá bự bự không anh Sang ơi. Quá con cá bự luôn. Cái này chín ba con thôi, bằng chục con kia hả? Ừ. Quá đã. Quá sướng luôn. Quá đã luôn.
các bạn ơi. Quá ngon, cái này ba con thử không? Vô nó đâm vừa rồi ra cái nó đâm vừa. Quá hay quá hay. Ủa gì ơi, chưa cho em thấy ba con rồi đó. Quá trời ơi, quá trời rồi. Cái này danh này là bảo luôn, bảo luôn, bảo cá luôn, trên ký luôn rồi. Con lên lên nóng luôn. Quá quá nhiều rồi bạn ơi. Dở dở dở. Học con ha. Để đếm người được nhiều con ha. 2 3 4 5 6 7 8 9 con này quá đã nữa rồi. Đúng rồi, một bè một bằng cái kia luôn ha. Cái kia có mới 13 con, nhiêu cái này mình để 14 là 27 rồi đó. Cái vợt này giống vợt nãy nữa không? Phải hai giờ chỉ là ăn không hết rồi hả? Ăn hết luôn. Trên ký vậy ha. Trên giờ có cá bự bự không à. Đâm nữa không? Không phải đâm. Quá im, không đâm. Con thử còn lúa à? Đúng không? Ok rồi. Trời ơi. Nè. Cái hai cái biết cái nhiều cỡ nào ha. Ai nói giật thì Vinh múc nước gặm cá cá trước rồi không có cá đâu. Nó em gặm trước đó, cá nhóc chân thấy không? Này cho dặn ở nhà trước đi. Thank you.
có đâm là im. Rồi hai ba cái bọc này dở không nổi. Cái đâu mà bọc dữ. Ôi ơi. Quá đã luôn. Con chà bá luôn. Vô bọc luôn. Hai bốn sáu bảy con, tám con gần con à. Đây con này quá đã luôn nè. Ba bốn con bự ha. Ừ. Con này con cá đỏ đỏ. Cái này nó bị chóc chóc da. Thả cho lợi da lại đi mình để nữa mình bắt nữa ha. Này quá ngon. Cuối cùng vào đầu không mà thấy ấm hiểm rồi nè. Quá có gì bằng hả? Nè, ôi mình được mấy con bươn nữa đó. Quá đã rồi bằng ơi. Bữa nay mình trúng cá rồi đó. Biết mà được ngư con rồi nè. Làm chết luôn ha. Rồi, lắm nhiều rồi. Ủa mình còn bảy nữa hả? Tới nữa nó nhảy lia chia xem nhảy ba con quá trúng dạo này luôn.
14 con. Nãy 14 con, giờ mình bắt tiêu số 1 rồi ha. Một con cũng ngon rồi. Hay vậy. Ba bự. Con cá này quá đã luôn. Con này 200 gram ha. Quá bự. Quá. Quá bự luôn. Rồi mình còn hai bẹo này nữa, mình xúc hết hai bẹo này nữa mình nghỉ rồi. Trời, anh đang xúc và anh nói đâm cái ghi, tưởng đâu nó đâm rồi. Cũng hơi mừng mừng trong bụng. Nhớ là nó dập sâu hơn. Ừ. Cái cuối cùng. Ăn ngủi không? Còn bài ốc cuối cùng. Ăn ngủi thì chụp qua cái cho đã ha. Bẹo cuối cùng gắn xúc cho nó dính nhanh sao. Đầm không? Lụm. Đừng con. Đâm quá, đâm luôn con một cái vô nữa chứ. Đó. Hai bên nó nằm hai bên liễn miền vậy. Lắp bên nào nó cũng nhiều chứ ha. Còn đây kết quả xúc cát của mấy anh em mình. Ồ, bữa nay quá nhiều luôn, bảo cá luôn nhờ. Chút nhiều. Đừng khoan luôn. Dính mà lửa cá bự xúc nữa chứ. Này trúng cá là cá ngon, cá bự thôi. Còn nếu mà thắt con cá là cá hết lý thôi. Quá gì mà. Khó hoài vậy, vẫn còn hoài luôn. Đây được một chú cá linh. Được hai con, bữa nay được hai con. Này con. Này là cá linh. Linh giờ quá to luôn hết nha. Còn nó nhỏ là còn là mày bự hơn nữa rồi.
Làm món gì ăn sao? Cá này làm món gì ăn không? Chiên tư với làm gì vậy ha? Rồi đây là kết quả của anh em mình. Cái này anh nhắm chừng được nhiêu ký anh thêm? Chứ hồng cân là chính xác nhất là nhắm trước rồi. Nhắm thì cỡ từ 6 ký. 6 ký hả? Ừ. Sang được 6 ký. Đâu anh còn nóng rồi. Được 2 con đã lắm. Nó con người ta đấy, còn quá to. Mày tài nè, bây giờ không thấy luôn ha. Cá này cá bự luôn ha. Linh này đã to nhất rồi, đã lớn rồi. Linh nóng hay Linh gì ạ? Nóng. Còn mấy con chú cá quá to luôn. Cần thử được chi kiến xem. Wow. 9,5 kg. Là em đấu sai lòng anh ơi. 9,5 kg là cái thao này 2 kg. Còn 7,5 kg. Đấu 6 kg mà nó còn hút ha. Quá ngon. Cá bự không à. Tại vì như mấy cái con này đây là 100 g ăn lên, mấy con này đây có 150 g hết trơn nè. Đây là cá anh em mình xúc vẹo về, mình làm 2 món. Cá chiên tươi, cũng gọi là chiên xù. Đây là cá kho lạc với rau sống. Rồi mời cả nhà dùng với anh em mình. Hôm nay trúng to rồi. Trúng lớn. Lần đầu tiên mình được bảo cá là sao? Một cái bèo, này một bèo đó không là 14 con là nói chung là trên ký luôn á. Quá trời đá luôn. Để dùng cái nó làm cái bức nó dở lên cái nó trắng hay chăng. Rồi mời cả nhà dùng cơm với anh em mình. Bữa cơm đạm bạc. Nên mình săn bắt được gì về làm món để ăn luôn. Được 2 cái là nóng mà hết cái đá luôn. Quá nhiều cái chi. Thì Vinh chiên là cái giấy nói chung là nó rất ngon. Cá này bắt tươi về là chiên xù nó ăn rất là ngon ha, thịt nó ngọt. Bữa trước mình đi bị cảm rồi, không có bữa nay không có theo được. Rồi anh Tám anh theo ảnh quay, có gì sai sót không nhà thông cảm không? Tám thấy mình quay hay quá. Quay bữa nay mới trúng cá này hả? Không ngờ anh Tám nay đi lại trúng cá luôn. Cái đầu nó rất béo luôn. Cái chiên tươi này đầu nó vậy mà rất ngon. Cái này luôn ha. Cái đầu nó ăn được hơn 5 năm rồi. Trên hả? Trên 5 năm rồi. Không biết nhiều tụi nói đâu. Cái mụt nổi cho anh ăn ngán luôn. Không, mà mùa nước thổi hôm nay thì nấm cũng không có gì.
hai phiếu rượu cũng ngon mấy ha. Rồi video đi xúc bẹo của anh em mình tới đây cũng xin kết thúc. Hẹn gặp lại nhà sau. Cũng mời cái nhà dùng cơm với anh em mình. Cá chiên xù, cá kho lạc. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video của anh em mình. Rồi xin chào cả nhà, hẹn gặp lại những video sau. Xin chào cả nhà.